ơi, có thấy gì đây không? Đây là một cái vườn đậu bắp đó. Đây là những bông hoa đậu bắp này. Đó là bông hoa này đã nở rồi này. Đó, mọi người thấy không? Nở rồi. Ôi trời ơi, nhợt quá. Đậu bắp nó rất nhợt nhá. Đây là loài đậu bắp xanh. Trái rất to và đẹp, đạt năng suất nhưng mà không ngon. Đó, đây là bông hoa màu màu vàng, bên trong sâu của nó là màu đỏ nhá. Ngoài nó còn gì này, và nó đang được thụ phấn này. Đó, ví dụ như tay mình chạm như thế này là cũng thụ phấn cho những cái bông hoa này rồi. Bên này có rất nhiều lối nhá. Đây đây là những cái hàng 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 đầu ve, hàng đầu của ve này, rất đẹp đúng không? Đây lối bên này là những hàng đầu của ve này. Đó, những hàng đầu của ve nhà sơ trồng. Ôi, cái này là của rau cười đầu tư hả? Wow, rất siêu là đẹp đúng không? Đây, đầu ve nó lên này, đều rồi này. Và có thu hoạch rồi. Đây là những trái đầu ve mà đã có thu hoạch rồi. Đi vào đây. Đây, những trái đầu ve này. Đầu ve này của hoa màu tím nhá. Hoa đầu ve màu tím đó. Đó. Đây, đây là những trái đầu ve. Đây là những bông hoa màu tím ở đây. Đó, đây là hoa đầu ve. Hoa đầu ve này. Đó, hoa đầu ve nở và sau khi nở thì nó sẽ thành những trái như thế này. Những trái đầu ve rất đẹp. À, những trái ăn bé xíu vậy đó. Và đi qua đây để xem thử đầu ve nó lên thành từng bụi, nhưng nó lên thành từng gian như thế này. Đây là cái máy cày để xới đất nhá. Đó, không sử dụng phân bón hóa học, không sử dụng hóa chất tổng hợp, không sử dụng kết hợp nông nghiệp, kết hợp giáo dục tự nhiên. Còn này rau cây cũng